Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát Trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những ngày tốt nhất Trong cái tháng 2 âm lịch năm 2023 năm Quý Mão Thì đó là những ngày nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi Quý vị thân mến, trong cái tháng 2 âm lịch năm 2023 năm Quý Mão Thì tháng 2 này là tháng 2 sau là tháng 2 nhuận đấy. Tháng 2 nhuận thì nó là tháng thiếu, chỉ có 29 ngày và cái theo lịch dương ấy thì nó bắt đầu từ ngày 22 22 tháng 3 dương lịch và nó kết thúc vào ngày 19 tháng 4 dương lịch. Ngày mùng 1 của tháng 2 âm lịch tháng nhuận ấy thì nó là tháng ngày kỷ mão và tháng 2, tháng 2 âm lịch nó vẫn là tháng ất mão. Thì đầu tiên chúng ta để lựa chọn ra được ngày tốt, ngày xấu thì chúng ta cần phải loại bỏ những ngày xấu cần tránh. Những ngày sát chủ này, ngày thụ tử này, ngày nguyệt phá này, ngày con nước, ngày dương công kỵ, ngày thiên địa chuyển sát, ngày tam nương, ngày nguyệt kỵ, vân vân. Đó. Thì để lựa chọn những ngày xấu và tìm ra ngày tốt thì chúng ta sẽ dựa vào đồng công trình nhật để chúng ta tìm ra cái cái ngày tốt của cái tháng 2 âm lịch tháng 2 nhuận đây tháng 2 đây tháng 2 thì nó sẽ có sao tuế đức là thượng đảng nhật đấy năm giáp kỷ thì ngày tại ngày giáp này năm ất canh tại ngày canh này vân vân đó thì đồng công trình nhật của cái tháng 2 âm lịch tháng 2 nó gồm có hai tiết kinh chập và xuân phân trước xuân phân một ngày là tứ ly sau kinh chập thì tam sát tại tây các hướng thân dậu tuất thì kỵ tu tạo động thổ đó bây giờ chúng ta sẽ xét từng ngày một để chúng ta chọn ra được những ngày tốt. Thì các bạn có thể tham khảo quyển sách là ngày tốt tuần thư. Quyển sách ngày tốt tuần thư để chọn ra được những khung giờ tốt nhất để chúng ta tiến hành công việc cho được thuận lợi và may mắn. Đó. Thì đầu tiên chúng ta cũng cần phải loại bỏ những ngày xấu cần tránh. Ngày xấu đầu tiên chúng ta cần loại bỏ đó là ngày sát chủ. Ngày sát chủ trong cái tháng 2 âm lịch thì nó sẽ là ngày tí. Ngày tí bao gồm có 3 ngày, mùng 10 là ngày Mậu tí, ngày 22 là ngày Canh tý. Đó. Tiếp theo ngày thụ tử trong cái tháng 2 âm lịch, tháng thiếu ấy, tháng nhuận ấy Thì nó sẽ là những ngày, những ngày thìn Ngày thìn thì chúng ta sẽ có 3 ngày Ngày mùng 2 là ngày canh thìn này Ngày 14 là ngày nhâm thìn và ngày 26 là ngày giáp thìn Thì tất cả ngày thìn chúng ta cũng sẽ không dùng Đó. Tiếp theo ngày nguyệt phá thì tháng 2 là tháng mão Đúng, ất mão thì mão dậu là tương sung Vậy nên những ngày dậu sẽ là ngày nguyệt phá thì chúng ta không dùng Nó sẽ có 2 ngày Mùng 7, ngày 19 Đó, 17, mùng 7 là ngày ất dậu và 19 là ngày đi dậu Đó Tiếp đến là chúng ta loại đến ngày đến ngày 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 con nước. Ngày con nước trong tháng 2 âm lịch tháng nhuận ấy thì sẽ có 3 ngày là ngày mùng 3, 17 và ngày 29. Ngày mùng 3 thì nó sẽ rơi vào ngày mùng 3 sẽ rơi vào ngày Tân Tỵ này. Ngày 17 thì nó rơi vào ngày Ất Mùi và ngày 29 thì nó sẽ là ngày Đinh Mùi. Đó, như vậy là ngày Mùi thì chúng ta cũng không dùng được do là phạm ngày con nước. Còn mỗi ngày mùng 5 quý mùi thôi. Tiếp theo ngày Dương Công Kỵ thì nó là ngày 11, ngày 11 thì nó sẽ là ngày Kỳ Xíu. Tiếp đến nữa là đến ngày Thiên Địa Chuyển Sát, ngày Thiên Địa Chuyển Sát trong cái tháng 2 này là cái mùa xuân, mùa xuân nó rơi vào ngày Tân Mão và Ất Mão. Thì ngày Tân Mão nó là ngày 13, chung với ngày Tam Nương, ngày Ất Mão thì trong tháng này không có. Tiếp theo ngày Tam Nương thì nó sẽ gồm có 6 ngày, mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22 và 27. Thì mùng 3 này nó sẽ là ngày Tân Tị thì chúng ta lại bỏ rồi này. Ngày mùng 7 nó là ngày Ất Dậu trùng ngày Nguyệt Phá, ngày 13 Ngày 13 nó là ngày Tân Mão thì trùng với ngày ngày Thiên Chuyển Sát. Ngày 18 thì nó là ngày Bính Thân. Ngày 22 nó là ngày Canh Tý. Cuối cùng là ngày 27 thì nó sẽ là ngày ngày Ất Tỵ. Đó, như vậy chúng ta đã loại bỏ 6 ngày tam lương. Và ngày cuối cùng chúng ta cần loại bỏ đó là ngày Nguyệt Kỵ, bao gồm có 3 ngày mùng 5, 14 và 23. Thì ngày mùng 5 Ngày mùng 5 thì nó rơi vào ngày ngày quý mùi cũng không dùng được. 14 thì là nó rơi vào ngày ngày nhâm 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 thìn thì nó bị gì? Trùng ngày tự tử. Và cuối cùng là ngày 23. 23 nó rơi vào ngày tân sửu. Đó. Như vậy là trong tháng này chúng ta lại bỏ rất nhiều ngày xấu. Đó, rất nhiều ngày xấu cần tránh. Bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn cái đồng công trình nhật để chúng ta tìm ra những ngày tốt trong cái tháng trong cái tháng 2 âm lịch đó thì quý vị có thể tham khảo cái quyển sách ngày tốt tuần thư để tìm cho mình những cái ngày hợp lý nhất ngày tốt nhất Đấy, quyển sách này xem chuyện đời nhé xem chuyện đời Đấy. thì đầu tiên tháng 2 là tháng tháng mão đúng không ạ chúng ta tháng 2 là mão là kiến tại mão này để kiến trừ mãn bình định chấp phá nguy thành thu khai bế đó. À, ngày tháng 2 tháng 2 thì kiến tại ngày mão thì chúng ta bắt đầu xét ngày mão này ngày mão thì trong đồng câu có nói là không nên dùng không nên dùng việc phạm ngày đó thì tổn gia trưởng và con chạy út Nhờ con cháu thì gặp ôn dịch nghèo khổ khóc lóc lớp lớp chồng chồng trong vòng ba năm năm xa hơn thì 9 năm bán không bị kiện ngang trái bại vong tháng 2 vào ngày mão đều là những ngày đất trời chuyển sát nên không tốt vậy nên là gì ngày mão chúng ta không dùng được tiếp theo chúng ta xét ngày thứ hai là ngày thìn ngày thìn thì phạm người thụ tử mà trong đồng công cũng nói là gì ngày thìn không có lợi cho việc rời chỗ ở về nhà mới hôn nhân khai trương nhập trạch mưu chủ làm việc nếu phạm ngày này thì trong 60 đến 120 ngày thì thân chủ bị thư kiện đấy bại ruộng vườn mất sản nghiệp ngày mậu thìn ngày giáp thìn là sát tập nhiều trong cung giáp thìn và mậu thìn thì sát tập nhiều trong cung lại càng xấu trong 3 năm thì mất người gia trưởng việc cũ lâu đời cũng phát sinh tai hại bị nạn lửa cuối xâm lớn đấy, khinh hòn như vậy là ngày ngày thìn cũng không tốt đó tiếp theo chúng ta xét ngày thứ ba đó là ngày ngày tỵ ngày tỵ thì là trực mãn để ngày tị thì phạm vãng vong thiên không không nên động thổ nếu tu tạo sửa chữa thì trăm việc đều tốt tức là ngày tị này chúng ta chỉ thể sửa chữa nhé sửa chữa tu tạo thì tốt còn đâu là động thổ là không nên nếu như ở hai công càn tốn khởi tạo thì đều tốt xuất hành khai trương hôn nhân nhập trạch trong đó có huỳnh la tử đàn thiên hoàng địa hoàng cùng chiếu trong suốt năm đó thì sinh quý tử ruộng tầm thì hưng vượng công việc thì hanh thông thuận lợi suốt đời là gì được tốt lành vậy nên là gì trong cái ngày tỵ ngày tỵ trong cái tháng hai lịch ấy thì cái ngày 27 bảy tỵ phạm người tam lương mùng 3 cũng phạm người tam lương thì chúng ta không dùng được như vậy là ngày tị chúng ta còn ngày 15 là ngày quý tỵ quý tỵ là ngày tốt trong cái tháng 2 âm lịch à, quý tỵ này ngày tốt này ngày đại cát nhưng mà chúng ta trừ nhé trừ cái việc là động thổ thôi còn lại các việc khác thì đều tốt Tiếp đến ta xét ngày tiếp theo là ngày ngọ, ngày ngọ là trực bình, chỉ nên làm sinh cơ, đóng hòm, xây kim tỉnh cho hậu sự. Còn các việc như là hôn nhân tu tạo thì là dùng trong vòng 60 120 ngày thì bị thưa kiện tổ nhân khẩu, 3 đến 9 năm thì bị bị sa sút lại lùng. Vậy nên là cũng không nên. Đó. Như vậy là ngày ngọ cũng không dùng được cái gì. Ngày mùi. Ngày mùi được trực định không lợi cho việc hôn nhân khởi tạo. Quan hệ về âm cung cũng không nên làm. Các việc trong nhà sửa sang ấy phía ngoài thì cũng sẽ không bị hại và ngày ất mùi ấy, ngày ất mùi là ngày 17 ấy, thì bị sát tập nhập trung cung ngày ất mùi ngày 17 ấy, thì bạch hổ nhập trung cung càng xấu lại phạm ngày đó thì tổ nhân khẩu thì cũng không tốt chỉ có ngày quý mùi ngày quý mùi ngày mùng năm ấy thì được thủy nhập thái châu do quý gặp thủy gặp trường sinh vượng tướng trong đó lại có huỳnh la tỷ tử đàn thiên hoàng địa hoàng che chiếu thêm con cháu tiến dụng đất rất tốt thì ngoài ra những ngày mùi khác đều bất lợi thì cái ngày mùi này nó tốt nhưng mà do nó bị phạm gì ngày mùi này bị tốt nhưng bị phạm vào ngày mùng năm mười bốn nguyệt kỵ vậy nên chúng ta cũng không dùng được hơn nữa ngày mùi này thì nói chung là cũng không tốt tiếp theo chúng ta xét ngày thân ngày thân là trực chấp này ở trong đồng công có nói thì ngày thân này có thiên đức nguyệt đức nên tu tạo động thổ mai táng hôn nhân khai trương nhập trạch xuất hành và bên cạnh đó lại có huỳnh la tử đàn kim ngân khốn lâu bảo tàng nó che chiếu nên trong vòng 3 6 năm thì rất là vượng, thêm nhân khẩu, sinh quý tử, tăng liền sản rất tốt. Chỉ có ngày canh thân là là ngày chính thứ thế, trong việc thì phải kiêng. Như vậy là gì? Trong cái này chỉ kiêng ngày canh thân thôi. À, như vậy chúng ta sẽ có ngày tốt tiếp theo là ngày mùng 6 là ngày giáp thân. Dùng ngày giáp thân thì sẽ được gì? Được đại cát, nó rất là tốt. À, tiếp theo chúng ta xét đến ngày dậu. Ngày dậu là trực phá, đúng không? Ngày dậu trực phá, ngày dậu trực phá thì ngày dậu này bị phạm tiểu hồng sa thiên tặc không có lợi cho việc hôn nhân tu tạo phạm những điều này thì trong vòng 60 đến 90 ngày thì sẽ bị thư kiện khẩu thiệt thị phi làm ăn thì nó không tốt và gì dễ gặp bệnh tật chết chóc cái ngày tân dậu lại phạm chính tứ phế lại càng xấu lại là ngày gì nguyệt phá nên rất xấu như vậy là gì trong cái trong cái tháng 2 này ngày dậu này cũng không không làm gì được tiếp đến chúng ta xét ngày tuất ngày tuất là ngày trực nguy nên hợp bản làm sinh cơ đóng hòm xuyên việt mã thì được tức là ngày tốt này này thì cũng chỉ nên làm việc âm thôi nếu tu tạo hợp mặt thân tộc hôn nhân thì không có lợi cho con trai trưởng trước là thoái điền địa bị nạn lửa củi bị trộm cắp không tốt bính tuất và nhâm tuất lại có sát tầm nhiều trung cung bính tuất lại có sát tầm nhiều trung cung lại càng xấu như vậy là gì ngày tốt là chúng ta có thể chỉ làm gì chỉ làm uh, làm sinh cơ thôi nạp sinh cơ đóng hòm sinh việt mã vân vân đấy thì được còn lại các việc khác không nên dùng tiếp đến là ngày hợi ngày hợi là ngày có thiên hỷ ngày hợi trực thành này nó có thiên hỉ này có có thiên hỷ lại có thiên hoàng địa hoàng huỳnh la tử đàn ngọc đường tự bảo che chiếu nên hôn nhân khai trương xuất hành nhập trạch khởi tạo an táng thì gác đoàn rông vân vân thì trong vòng 60 đến 120 ngày thì là tấn hoạch tài được quý nhân tiếp dẫn mưu sự thì rất là lợi ngày tân hợi ngày quý hợi trong tháng cũng đều là tốt hết như vậy là gì trong cái ngày hợi này này chúng ta là một ngày rất là tốt để chi là cái ngày hợi chúng ta sẽ có mấy ngày có mùng 9 là ngày đinh hợi này đinh hợi vào ngày 21 21 là ngày kỷ hợi Đấy, thì hai ngày này là hai ngày đại cát đại cát nhé Tiếp theo chúng ta xét ngày tí Ngày tí là ngày trực thâu Nó kỵ hôn nhân khởi tạo nhập trạch Khai trương phạm ngày đó từ 3 đến 5 năm ấy, Thì Tất là suy thoái về tiền của Không tiến thêm được Chủ chủ về thị phi Kiện tụng sản nghiệp thì bị hư hao Như vậy ngày tí này Có hai ngày mùng 10 là mộ tí và ngày 22 là canh tí là ngày xấu tao dùng đó. Tiếp theo là ngày xỉu Ngày xỉu thì là ngày trực khai ngày xỉu thì cũng không có lợi về tạo tác sửa sang hôn nhân hội họp thân tộc phạm ngày đó thì nói chung là ruộng nương ấy chủ về ruộng nương tầm tang thì không có thu hoạch trong nhà có người sinh đẻ thì bị nguy nói chung là cái ngày này cũng không tốt ngày đinh xỉu ngày quý xỉu lại bị sát tập nhập trong cung nhưng mà trong tháng này không có nên cũng không tốt như vậy là ngày xỉu trong cái tháng 2 này cũng không được tốt thì chúng ta không dùng đó. và cuối cùng chúng ta xét đến ngày dần ngày dần là trực bế ngày dần là ngày huỳnh sa nhưng lại có hoạt rượu nên đóng hòm siêu huyệt mã nhưng lại bất lợi cho việc hưng công động thổ nhập trạch khai trương là ngày mà ngũ hành vô khí lại có thể làm việc bình thường tuy không có hại lớn nhưng mà cũng không dùng là hay nhất đó đồng công nói vậy vậy như trong này có huỳnh sa này có hoạt rượu này tức là cái này là cũng làm việc việc âm được thôi làm việc âm đóng hòm siêu huyệt mã vân vân thì được còn lại là không không nên đó. như vậy là trong tháng hai âm lịch thì chúng ta sẽ có bốn ngày tốt có bốn ngày tốt Ngày đầu tiên là ngày 15 là ngày quý tỵ. Thứ hai là ngày mùng 6 là ngày giáp thân. Thứ ba là ngày mùng 9 là ngày đinh hợi và thứ tư là ngày 21 là ngày là ngày kỷ hợi. Đó, đó là những ngày tốt trong tháng 2 âm lịch. Đấy, tháng tháng 2 tháng 2 nhuận nhá. Tháng 2 nhuận. Đây là những ngày tốt trong tháng 2 nhuận. Thì các bạn có thể chọn ra một trong những ngày này để tiến hành công việc cho được thuận lợi và may mắn. Thì ngoài ra để chủ động hơn trong cái việc chọn ngày tốt thì các bạn nên tham khảo thêm quyển sách là ngày tốt tuần thư để dùng quyển sách ngày tốt tuần thư để chọn ra cho mình được những ngày tốt nó được các lợi nhất trong này có ngày tốt về tất cả các ngày tốt cũng như là cái việc lựa chọn ra cái giờ tốt để cho được gì thuận lợi và may mắn nhất đó cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi à, các bạn hãy đăng ký kênh phong thủy gia cát để ủng hộ cho chương trình và để theo dõi những cái video tiếp theo à, xin chào và xin cảm ơn